Bạn muốn kinh doanh váy đầm thời trang? Bạn đang tìm nguồn hàng uy tín, chất lượng, giá xỉ hợp lý? Hãy đến ngay Shop Khởi nghiệp sửa may bỏ sỉ váy đầm, quần áo nữ rẻ đẹp nhì Việt Nam. Trên 3.000 khách buôn sỉ hài lòng. Vui lòng truy cập website shopkhoinghiep.com hoặc liên hệ hotline 097 220 9844 để xem mẫu mới cập nhật mỗi ngày. Đại lý phân phối xe VinFast và Chevrolet làm ăn ra sao trong năm 2018? Năm 2018, General Motors Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế hơn 208 tỷ đồng. Hệ thống đã được VinFast, công ty con của Vingroup, mua lại cuối năm 2018 và sẽ là đại lý phân phối xe VinFast trong tương lai. Theo thông tin tìm hiểu của chúng tôi, năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn General Motors Việt Nam, đại lý phân phối độc quyền xe ô tô Chevrolet, đạt lợi nhuận trước thuế hơn 208 tỷ đồng. Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, năm 2018, General Motors Việt Nam bán được tổng 12.334 xe, chiếm 4,5% thị phần. Trong đó, bán chạy nhất là dòng xe bán tải Colorado LTZ với 3.916 chiếc. Ngày 4 tháng 12 năm 2018, VinFast là công ty con của tập đoàn Vingroup chính thức mua lại 100% General Motors Việt Nam với tổng giá phí là 919 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, VinFast sẽ tiếp nhận hệ thống đại lý ủy quyền Chevrolet cũng như tiếp quản toàn bộ nhà máy General Motors tại Hà Nội và triển khai đầu tư tăng năng lực sản xuất dòng xe ô tô cỡ nhỏ được VinFast mua bản quyền từ General Motors. Dây chuyền sản xuất mới dự kiến sẽ khánh thành vào nửa đầu năm 2019, bổ sung năng lực sản xuất cho VinFast bên cạnh nhà máy tại Hải Phòng. VinFast sẽ chuyển đổi mô hình thành hệ thống đại lý hai thương hiệu VinFast Chevrolet để bán dòng xe VinFast tự sản xuất của mình. Quá trình chuyển đổi được thực hiện đến 15 tháng 5 năm 2019. Trước đó, kể từ 15 tháng 3, hệ thống đại lý Chevrolet đã nhận đặt cọc mua xe VinFast. Hệ thống đại lý hai thương hiệu trải dài trên khắp cả nước cũng sẽ đồng thời cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và phụ tùng chính hãng cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn đại lý 3S. Ngoài hệ thống đại lý hai thương hiệu, khách hàng có nhu cầu mua xe VinFast hiện cũng có thể đặt hàng tại 15 showroom của VinFast đặt tại các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2019, VinFast cũng sẽ khai trương 40 đại lý ủy quyền chuyên bán và cung cấp dịch vụ dành riêng cho xe VinFast. Trước đó, ngày 20 tháng 3, VinFast đã bắt đầu đưa 155 xe của mình đi 14 nước để thử nghiệm. Quá trình dự kiến kéo dài đến tháng 8. Theo lộ trình, những khách hàng đầu tiên đặt mua xe VinFast Fadil và VinFast Lux sẽ bắt đầu được nhận xe lần lượt từ quý 2 và quý 3 năm nay. Theo Đông A, báo Kinh tế và Tiêu dùng, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đặt cọc xe siêu phẩm, xe VinFast, trả góp lãi suất 0%, giảm thêm 20-42% cho lô sản phẩm đầu tiên. Truy cập link shorten.easier tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.